vậy là mùa hè đã đến và đây cũng là một mùa mà thông thường tôi sẽ tiến hành là tuyển các bạn làm thực tập sinh à, thực tập sinh thì là gì nghĩa là các bạn đang có nhu cầu muốn thực hiện kinh doanh muốn làm kinh doanh rồi các bạn muốn triển khai một mạng kinh doanh của riêng mình nhưng chúng ta thiếu kinh nghiệm vốn và thiếu người dẫn dắt thì như vậy các bạn sẽ khó có thể triển khai được thì thông thường một năm tôi sẽ làm một lần chương trình thực tập sinh online ở đây thì nó sẽ có mấy việc một là các bạn sẽ được làm việc trực tiếp giữa sự điều hành của chuyên gia là tôi tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong quá trình xây dựng triển khai các công việc kinh doanh giao việc để hầu như là các bạn sẽ nắm được toàn bộ các công việc trong quá trình tiến hành làm kinh doanh và lúc này thì các bạn sẽ được cầm tay chỉ việc và nắm ra được là chúng ta sẽ phải làm cái gì thế đây là một cơ hội rất là tốt cho các bạn là sinh viên hoặc là những người đang muốn chuyển nghề Tại vì là đối với các bạn thì các bạn rất thiếu kinh nghiệm Và đặc biệt là tiệu dẫn dắt Thì như vậy đây là một cơ hội để chúng ta sẽ thực hành trực tiếp Để nhìn xem là những người người ta đang là trực tiếp Thì người ta đang làm cái gì Tiếp theo nữa là thời gian thực tập của chương trình này Sẽ kéo dài trong vòng 45 ngày Đây là một uh, chương trình thực tập trong một tháng rưỡi Và nếu những bạn nào mà vượt qua được một tháng rưỡi này Thì chúng ta sẽ đi tiếp đến chương trình tiếp theo Để có thể triển khai và làm nhiều thêm việc nữa Thì ở đây thì chúng ta có thể nắm bắt được như sau là trong quá trình thực hiện về kinh doanh thì các bạn sẽ được giao việc này, được điều chỉnh này, được pha vấp này, được trả lời những câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc và có thể là lúc này chúng ta khi đặt chỉ tiêu sẽ được thưởng hoa hồng được làm việc nhân viên trong một trong sáu công ty. Rồi nếu các bạn có năng lực và ý tưởng kinh doanh thì sẽ được trực tiếp đầu tư với mỗi một năm một dự án sẽ đầu tư với số vốn trung bình là 2 tỷ cho một dự án. Thì thông thường mỗi một năm thì tôi chỉ nhận thông thường là một đến hai nhóm một nhóm vào khoảng tháng 6 và một nhóm vào tháng 12. Thì đây là cái thời điểm tốt nhất để cho các bạn có thể tiến hành tham gia được. Thì hiện tại bây giờ có bốn mảng chính để chúng ta có thể thực hành cùng tham gia. Một là mảng kiếm tiền trên Youtube. Hai là thực hiện kinh doanh online đa kênh. Ba là Facebook Marketing. Và thứ tư là bán hàng trên hệ thống của Google như là AdWords, SalesSem rồi Youtube. Các bạn chỉ cần điền vào form này. Sau đó thì những người phụ trách của chúng tôi sẽ tiến hành tương tác lọc và những ai phù hợp thì sẽ hẹn các bạn đến để chúng ta bắt đầu vào lịch để làm việc Thì như vậy nó là một cái cơ hội để cho những người trong quá trình muốn làm kinh doanh Thay đổi cuộc đời chúng ta sẽ có cơ hội để làm Tại vì các bạn có thể nhìn thấy là các bạn có thể đi học Các bạn có thể tham gia nhiều cái Nhưng mà để tiếp cận được thì chúng ta cũng sẽ cần phải có những người có khả năng Và hy vọng thì thông qua việc nội dung này Thì các bạn có thể đăng ký và điền vào chương trình Và kết nối cùng với chúng tôi Link đăng ký ở phía dưới các bạn nhé